Thưa quý vị, nghi can gây ra vụ án giết người tại vựa sầu riêng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp vào tối ngày hôm qua sau hơn một đêm lẩn trốn. Đối tượng là Nguyễn Văn Ninh, trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sự việc xảy ra vào tối ngày 30 tháng 6. Sau bữa nhậu, Nguyễn Văn Ninh cùng với Lê Trọng Thuận đến một vựa sầu riêng tại thôn 2 xã Đức Liễu gây sự và bị nhân viên tại đây đuổi ra ngoài. Trở về nhà, Ninh mang dao đến vựa sầu riêng, thấy anh Trịnh Minh Tuấn đi từ trong vựa ra, Ninh dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Ninh bỏ trốn. Sau nhiều giờ tích cực truy bắt, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, Cao Đình Toàn trú tại thành phố Đà Lạt vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang. Ngay sau đó, lực lượng công an triệu tập 8 đối tượng có liên quan. Trong số này, Mai Lê Thái Bình và Phạm Thị Hồng Vân cấp tài khoản cá cược cho Cao Đình Toàn. Toàn tiếp tục cấp thêm 11 tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược bóng đá. Ngoài ra, Toàn và Vân tổ chức cá cược trực tiếp với 2 người khác. Số tiền giao dịch trong hơn một tháng qua là hơn 16 tỷ đồng. Cơ quan công an thu giữ hơn 350 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 bộ máy tính để bàn. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Nguyễn Nhật Vương, Nguyễn Văn Quý và Trần Hữu Tâm đều trú tại tỉnh Đồng Nai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Xuân Đông, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Nhật Vương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy đá. Mở rộng điều tra, công an huyện Cẩm Mỹ bắt thêm Nguyễn Văn Quý và Trần Hữu Tâm. Qua đấu tranh, Vương khai nhận các đối tượng rủ nhau mua ma túy về sử dụng. Khi Quý và Tâm mang ma túy đưa cho Vương thì Vương bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Cẩm Mỹ cũng đã lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là Chu Ngọc Khánh và Ngô Anh Sơn cùng trú tại thành phố Lạng Sơn. Trước đó, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện Chu Ngọc Khánh đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, Khánh dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Anh Sơn, công an thu giữ 2 túi ni lông chứa methamphetamine và 5 viên nén màu hồng, một chai nhựa có gắn vòi hút và một số tang vật liên quan. Sơn và Khánh cùng nhau lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc mua ma túy mang về cất giấu để sử dụng. Cơ quan chức năng huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông xác nhận nguyên nhân ban đầu vụ xe khách loại 45 chỗ bị lật trên đèo Cùi Trỏ ở Đắk Nông thuộc quốc lộ 28 là do tài xế điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát dẫn đến tai nạn. Vào khoảng 2 giờ chiều qua, xe dừng nằm loại 45 chỗ do tài xế 50 tuổi trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 28. Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Trỏ đã tự lật qua ta luy âm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 47 người. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương, trong đó 2 người bị gãy tay. Kiểm tra nhanh, tài xế âm tính với ma túy, không phát hiện hơi thở có nồng độ cồn. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đắk Long đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Quảng Khê tiến hành cứu hộ cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo việc lưu thông qua khu vực. 179 kg ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ khi triệt phá chuyên án ma túy lớn vận chuyển từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không. Qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình, Hải quan Hà Nội nhận được nguồn tin có một lượng ma túy lớn từ Đức về Việt Nam. Để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, triệt phá đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy, Cục Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 4 tháng 6, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179 kg ma túy tổng hợp dạng MDMA. Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Đang vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá, Sành A Nánh trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và đồn biên phòng Mường Nhà bắt quả tang. Tối ngày 30 tháng 6 tại khu vực bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Sành A Nánh khi đang vận chuyển ma túy trái phép. Tăng vật thu giữ là 1 kg ma túy đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số ma túy trên được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển từ bản Gia Phú B đến trung tâm xã Mường Nhà với tiền công là 5 triệu đồng.
Địa bàn nhỏ, đông dân cư, có nhiều cụm và khu công nghiệp lại nằm giáp danh với nhiều làng nghề, nên phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn được coi là một điểm nóng nhất của tỉnh Bắc Ninh về tình hình mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép các chất ma túy. Trước tình hình này, công an phường đã phối hợp với các lực lượng, tổ chức ở cơ sở triển khai nhiều biện pháp với nỗ lực và quyết tâm cao, đạt được những kết quả nhất định, từng bước đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Điểm chốt chặn phòng chống ma túy với sự tham gia của lực lượng công an và thanh niên đã được lập tại 4 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn phường Đình Bảng nhằm ngăn chặn, kiểm tra, xử lý hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của các đối tượng và triệt xóa điểm phức tạp về ma túy. Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với nhất là cái đội ma túy, đội cảnh sát phòng chống ma túy của công an thành phố, rồi phối hợp chặt chẽ với các cái ban ngành, đoàn thể của phường, các cấp ủy chính quyền khu phố, tăng cường công tác tuyên truyền đến rộng rãi đến nhân dân, quần chúng nhân dân, rồi đến các hộ gia đình trên địa bàn phường thì cùng chung tay góp sức tuyên truyền lan tỏa cái phong trào về đẩy lùi cái tệ nạn ma túy trên địa bàn phường. Các đối tượng tàng trữ mua bán trái phép ma túy hoạt động với nhiều phương thức tinh vi và lợi dụng triệt để mạng xã hội đã gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh triệt xóa. Có nhiều đối tượng mua bán ma túy theo truyền thống gia đình, tức là cả gia đình cùng mua bán ma túy. Lực lượng ma túy đấu tranh bắt giữ một đối tượng trong gia đình thì sẽ có một đối tượng khác đứng ra tổ chức mua bán ma túy tiếp theo, và từ những cái kinh nghiệm bị bắt của những đối tượng trước thì đối tượng sau sẽ rút kinh nghiệm và sẽ có nhiều biện pháp đối phó với lực lượng công an hơn, gây ra rất khó khăn trong công tác xử lý các đối tượng về ma túy. Xác định vai trò nòng cốt tại cơ sở, công an phường Đình Bảng đã phối hợp chặt chẽ với công an các cấp, thường xuyên theo dõi, rà soát, lập danh sách các tụ điểm, các đối tượng, huy động nhiều đợt ra quân, tổ chức nhiều chốt chặn, kiên quyết ngăn ngừa các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng các chất ma túy. Công an tỉnh và công an thành phố đã bắt 25 vụ bằng 38 đối tượng có hành vi là tổ chức mua bán rồi tàng trữ trái phép chất ma túy trên mặt phường, rồi đã lập hồ sơ đưa 7 đối tượng nghiện lang thang trên địa bàn phường vào cái cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trước sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, tình hình mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn tuy có giảm, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức. Nếu nói về công tác ma túy thì sau cái kết quả nỗ lực của các đồng chí công an cùng với bà con nhân dân thì nó có giảm và có triệt phá được những vụ mà có thể nói rằng chúng ta không ngờ được. Cái tệ nạn xã hội là ngày ngày cũng một hạn chế và dần dần dẹp dần đi. Thế nhưng mà thực sự mà nói để an toàn chưa ấy, thì chúng ta phải khẳng định với nhau này là chưa an toàn. Vì biết vi phạm pháp luật là tù rất nặng, xử tội rất nặng. Thế nhưng mà vì cái siêu lợi nhuận cho nên họ vẫn cứ lao vào. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất, làm trong sạch hơn nữa địa bàn không phải ngày một, ngày hai có thể xong. Và cũng không phải chỉ mình lực lượng công an có thể làm được. Mà với vai trò của mình, lực lượng công an phường chủ động nắm bắt tình hình và cùng người dân từng bước làm sạch địa bàn từ những hoạt động cụ thể ngay tại cơ sở. Phòng An ninh mạng và Phòng chống sử dụng tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang Cao Đình Toàn trú tại thành phố Đà Lạt đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Ngay sau đó, lực lượng công an triệu tập 8 đối tượng có liên quan. Trong số này, Mai Lê Thái Bình và Phạm Thị Hồng Vân cấp tài khoản cá cược cho Cao Đình Toàn. Toàn tiếp tục cấp cho Phạm Văn Quang, Đỗ Công Chính, Lê Văn Dũng và Phan Quang Việt tổng cộng 11 tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược bóng đá. Ngoài ra, Toàn còn tổ chức cá cược trực tiếp với Nguyễn Quang Trung và Vân, tổ chức cá cược trực tiếp đối với Phan Quang Việt. Số tiền giao dịch hơn một tháng qua là hơn 16 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng thu giữ hơn 350 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 bộ máy tính để bàn. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tối qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Ninh, trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nghi can gây ra vụ án giết người tại vựa sầu riêng sau hơn một đêm lẩn trốn. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 30 tháng 6. Sau bữa nhậu, Nguyễn Văn Ninh cùng Lê Trọng Thuận đến một vựa sầu riêng tại thôn 2 xã Đức Liễu gây sự. Sau khi bị nhân viên tại đây đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận được một số người bạn đưa về nhà. Tối cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng đánh người. Khi vừa tới nơi, thấy anh Trịnh Minh Tuấn đi từ trong vựa ra, Ninh lao đến dùng dao đâm vào người, khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Ninh bỏ trốn. Sau nhiều giờ tích cực truy bắt, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong phần tiếp theo của chương trình, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực giám định tâm thần. Sáu loại giấy tờ cần phải mang theo khi tham gia giao thông bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Thưa quý vị, kết quả giám định pháp y tâm thần trong các vụ án hình sự có giá trị làm căn cứ cho cơ quan tố tụng quyết định hành vi tố tụng đối với một bị can, bị cáo hay là một phạm nhân đang chấp hành án. Điều này có thể dẫn đến quyết định tạm đình chỉ bị can, bị cáo để chữa bệnh hoặc quyết định hoãn chấp hành án phạt tù để bắt buộc chữa bệnh. Thời gian chữa bệnh sẽ được trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, những sai phạm trong việc ban hành kết luận giám định pháp y tâm thần vẫn luôn xảy ra. Bởi vậy mà tính chính xác của các kết quả này vẫn là câu hỏi lớn đối với nhiều người. Điển hình là vụ Nguyễn Xuân Quý, Hà Nội, bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, lại là người cầm đầu, chủ mưu, tổ chức tiệc bay lắc ma túy ngay trong bệnh viện. Trong một thời gian dài, biến bệnh viện trở thành ổ nhóm tổ chức sử dụng mua bán ma túy. Vụ Đào Thị Thu Thảo là chủ mưu trong việc thuê người tiêm HIV vào người khác xảy ra tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau đó, theo kết quả của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa, Thảo đã được đình chỉ điều tra để đi chữa bệnh bắt buộc. Thế nhưng, Thảo sau đó vẫn tham gia các sự kiện, thuyết trình như một người bình thường. Còn đây là Nguyễn Việt Dũng, tức Dũng Ốt, 39 tuổi, thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là bị can trong vụ án giết người vào năm 2011. Tuy nhiên, Dũng đã kịp sắm cho mình một hồ sơ bệnh án tâm thần trước khi ra đầu thú. Trong quá trình điều trị bệnh, đối tượng thường xuyên trốn bệnh viện ra ngoài, điều hành đám đàn em, bảo kê bến bãi và hoạt động tín dụng đen. Lần đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa luật sư, chúng tôi vừa điểm lại những vụ án gây xôn xao dư luận từ hành vi làm giả kết luận bệnh án tâm thần nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Ở qua đây thì luật sư có đánh giá như thế nào về diễn biến và sự phức tạp của hành vi vi phạm này diễn ra trong thời gian qua? Cái hành vi mà làm giả cái bệnh án tâm thần ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thế thì theo quy định của pháp luật tại điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 thì quy định rằng là nếu như cái đối tượng nào tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội mà họ mất năng lực hành vi dân sự và thì được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và bên cạnh đó, luật tố tụng cũng quy định rằng là những cái trường hợp nào tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội họ có năng lực hành vi dân sự nhưng sau đó trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử họ bị mất năng lực hành vi dân sự thì có thể đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án để buộc đi chữa bệnh bắt buộc. Và sau khi mà họ khỏi bệnh hoặc họ đỡ bệnh thì họ sẽ quay trở về để tiếp tục giải quyết cái vụ án đấy. Thì căn cứ vào cái điều luật này thì một số những cái đối tượng phạm tội đã móc nối với những cái cán bộ và nhân viên trong bệnh viện để làm giả cái hồ sơ bệnh án. Thì đây tôi cho rằng là một cái hành vi hết sức nguy hiểm và nó để lại cái hệ lụy là hết sức lớn. Những cái đối tượng này vẫn bất chấp để thu lợi bất chính thì tôi cho rằng thời gian sắp tới cần phải có cái biện pháp mạnh hơn đối với những cái đối tượng này, loại tội phạm này. Vâng, theo luật sư, các cán bộ y tế đã lợi dụng những quy định hay kẽ hở nào trong chế tài pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội ạ? Theo cái quy định của Bộ Y tế ở cái thông tư 18 năm 2015 quy định về những cái quy định về khám chữa bệnh đối với người bị bệnh tâm thần. Thế theo đó quy định rất là rõ là là phải khám lâm sàng, là phải theo dõi bệnh nhân, là phải đưa đi xét nghiệm ở rất nhiều, làm các cái thủ thuật rất nhiều ở các cái đơn vị chuyên môn. Thì và sau đó thì nhập viện và theo dõi hàng tháng trời và ghi nhật ký hàng ngày đối với bệnh nhân.
để mà xác định rằng người ta có bị tâm thần hay không bị tâm thần. Rồi cuối cùng là đưa ra hội chẩn, đối với những trường hợp khó thì đưa ra hội chẩn, hoặc những trường hợp nào mà trong quá trình chữa bệnh rồi nhưng mà người ta không thuyên giảm thì cái trường hợp này là phải đưa đi, là phải tiến hành hội chẩn. Hội chẩn tức là đưa ra kết luận bởi một cái hội đồng rất nhiều người. Đấy, thế thì tuy nhiên thì đây cũng là lợi dụng một cái kẽ hở của y tế để mà nếu như mà không, vì không phải trường hợp nào cũng được hội chẩn, cho nên là có thể những cái trường hợp mà do cá nhân cái bác sĩ nào đấy là người ta phê cho là bị bệnh tâm thần, thì nếu như cái người đó bị mua chuộc thì rõ ràng là người ta có thể làm sai lệch cái hồ sơ bệnh án. Với vai trò là luật sư trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra xét xử, ông có thể phân tích những hệ lụy do hành vi cấp bệnh án tâm thần cho tội phạm ạ? Cái hệ lụy của cái việc cấp bệnh án tâm thần không có thật, nó rất lớn. Cái thứ nhất là nó làm sai lệch hồ sơ vụ án, nó làm cho bỏ lọt tội phạm, và đặc biệt là nó làm cho mất niềm tin của người dân vào cơ quan thực thi pháp luật và mất niềm tin của người dân vào pháp luật. Nói chung, tôi lấy ví dụ như là nếu như bạn là người bị hại trong một vụ án hình sự, thế thì tại cái thời điểm mà nó gây ra hành vi đấy thì nó không bị làm sao cả, không bị tâm thần. Nhưng mà sau khi bị bắt, bị điều tra, truy tố, xét xử thì lòi ra thì lại xuất trình được một cái giấy mà chứng nhận họ tâm thần. Thì rõ ràng rằng là đã mất niềm tin của cái gia đình bị hại, của những cái người dân xung quanh cái khu vực đấy về cái vụ án này. Liệu là có khách quan, liệu là đã điều tra, liệu là đã làm đúng hay chưa. Bên cạnh đó thì cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra, bởi vì trong cái quá trình mà đang điều tra, truy tố, xét xử như vậy thì tự dưng bị can, bị cáo lại xuất trình một cái bệnh án tâm thần. Thì rõ ràng rằng là theo quy định thì phải đình chỉ hoặc tạm đình chỉ đối với trường hợp này để đưa đi chữa bệnh bắt buộc, hoặc là thậm chí là tha bổng. Thì rõ ràng là như vậy là rất khó khăn cho cơ quan điều tra, người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Và theo luật sư thì chúng ta cần có những giải pháp nào để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giám định tâm thần ạ? Cái giải pháp thì tôi cho rằng là có mấy giải pháp chính như sau. Cái thứ nhất là phải tăng cường thanh tra, kiểm tra chéo đối với cái việc là xác định người này có bị tâm thần hay không. Mà kiểm tra chéo này thì thành lập các cái tổ liên ngành để mà tổ chức thanh tra kiểm tra lại. Có kiểm tra chéo thì mới phát hiện ra đâu là những sai phạm. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải hoàn thiện về luật. Đó là cái quy định theo tôi cho rằng là phải tất cả những cái trường hợp giám định tâm thần thì đều phải là hội chẩn tập thể, mà không những của hội chẩn tập thể của cái bệnh viện đấy mà còn phải của những cái bệnh viện khác, tham khảo ý kiến của họ để có một cái sự giám sát khách quan và thì mới có thể đảm bảo được cái tính khách quan trong cái bệnh án đối với từng cái đối tượng xác định họ là tâm thần hay không tâm thần. Và ngoài ra thì cũng phải xác định rằng là cũng phải nâng cao cái biện pháp y đức, rồi là cái tư tưởng chính trị của những cái cán bộ y tế để họ không tha hóa, để họ không bị mua chuộc bởi cái lợi ích vật chất, để họ làm sai lệch cái hồ sơ của cái vụ án như vậy. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ. Thông tin về mức thu lệ phí cấp căn cước từ ngày 1 tháng 7 sẽ mở đầu cụm chính sách đáng chú ý sáng nay. Theo thông tư 43/2024 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, lệ phí cấp đổi, làm lại thẻ căn cước được giảm 50%, chỉ bằng một nửa mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019 quy định về lệ phí cấp căn cước công dân. Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu. Công dân phải nộp lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trừ những trường hợp sau đây: cấp đổi thẻ căn cước khi công dân Việt Nam đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Cấp đổi thẻ căn cước theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người tham gia giao thông phải mang theo 6 loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện của mình, gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao giấy chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định. Trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ đó đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNEID, thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành kiểm tra kiểm soát trên các phương thức này. Hỗ
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng là cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã thuộc công an thành phố Hà Nội được giao trong chỉ tiêu biên chế. Mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng này là 1,8 triệu đồng một người một tháng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng áp dụng quy định tại nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ. Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay trong mục điểm báo. Thưa quý vị, hôm qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức ra mắt trên toàn quốc. Nhấn mạnh tại lễ ra mắt của lực lượng này ở Nghệ An, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải nỗ lực hết mình, khắc phục những khó khăn, vất vả ở đâu giai đoạn đầu khi đi vào hoạt động để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quá trình hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ tuyệt đối hiến pháp và quy định của pháp luật, chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã và sự hướng dẫn phân công kiểm tra của lực lượng công an. Các đồng chí được tuyển chọn mới phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong công việc, phối hợp lực lượng công an, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở, khu dân cư mà mình sinh sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 300 hectare đất do sạt lở là nhan đề đáng chú ý có trên báo Tuổi Trẻ. Theo thống kê, tại đồng bằng sông Cửu Long, sụt lún đất cao gấp 10 lần nước biển dâng. Trong 30 năm qua, nhiều vùng ở đồng bằng, mực nước dưới đất đã hạ xuống hơn 5 mét, gây sụt lún đất trung bình cho toàn khu vực, cao gấp 10 lần so với tốc độ nước biển dâng. Ông Huỳnh Hoàng Quốc Việt chia sẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chia sẻ, sạt lở đang diễn ra quá nhanh, cấp bách, trong khi đó nguồn lực địa phương có hạn nên khó có thể khắc phục kịp. Vậy nên ông Việt kiến nghị các đơn vị trung ương ban ngành những cơ chế đặc thù để Cà Mau có thể đuổi kịp sự phát triển như những tỉnh bạn. Hàng Việt vẫn phải vay thương hiệu để xuất khẩu là thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị. Dưới góc độ doanh nghiệp bán lẻ, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Nguyễn Anh Đức cho biết, phần lớn nông sản, thực phẩm Việt Nam còn bán thô là do thiếu sự đầu tư chuẩn chỉnh thương hiệu đúng cách. Dễ nhận thấy nhất như sản phẩm mận hậu Sơn La, xoài cát Hòa Lộc, thanh long Bình Thuận, bưởi Nam Roi. Đồng tình với phản ánh này, Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail Việt Nam Paul Lê nhận định, Việt Nam chưa thực sự chuyển đổi tư duy từ bán sản phẩm theo tấn sang bán sản phẩm theo thùng, theo gói trọng lượng nhỏ gắn với thương hiệu. Do vậy, chưa thu được giá trị gia tăng hiệu quả từ nông sản, thực phẩm vốn đang rất dồi dào, đa dạng và là đặc thù mà chỉ Việt Nam mới có.